Ê, nặng lắm nha. Ồ, mình khẳng định luôn đây là cái quán nổi nhất đường Phạm Văn Đồng này, khi mà có gần 500 cái bóng đèn nha. Tiệm nướng Hương Đà Lạt, đồ nướng á thì mình thấy hình như cái gì cũng có. Lẩu đây thì có lẩu gà lá é nè, có lẩu hải sản, lẩu bò ba to nữa. Ngày hôm nay mình gửi combo 499.000, trà đào một cái bình như thế này nè 55.000. Mấy cái topping ăn kèm cho đỡ ngán thì có kim chi nè, đu đủ và các loại rau, 11 loại nước chấm. Giờ nhiều nước chấm ngon quá, không biết lấy cái nào này. Mình sẽ lấy kim chi ăn cho đỡ ngán nha, sẽ lấy thêm mấy cái salad. Nói chung này ăn thoải mái, mọi người lấy bao nhiêu mà trả được. Ê, nặng lắm nha. Ồ, khi mà đổ bia rồi rất là thơm nha mọi người. Đây, một cái dĩa salad sau như thế này để ăn kèm với con gà. Đây, thành quả tự tay xé gà. Gà này được tẩm ướp đậm đà rồi, ăn không mình thấy cũng ngon rồi nha. Mà khi chấm sẽ bùng hương vị hơn nữa. Muốn xanh ngon ấy, kiểu như càng cay thì càng kích thích. Có sụn gà chiên mắm tỏi nha. Một cái điểm cộng lớn là cái sụn rất là bự. Thứ hai là tỏi cho rất là nhiều nha mọi người. Ê, món này cuốn nha. Ngoài ra thì mọi người có thể kêu thêm cái phần khoai tây lắc phô mai. Dùng từ là ăn chơi nhưng mà ở đây làm rất là chuẩn chỉnh. Trong cái set này á, bao gồm bạch tuộc, chân gà, bò nướng sốt trứng muối với một cái lẩu hải sản. Muối sẽ gồm hai miếng như thế này. Mọi người cắt bự bự nha, cắt nhỏ quá thì nó dễ bị lọt xuống bên dưới. Cái hình thức thôi thì trứng muối rất là đậm đặc, trứng muối ngon quá, béo nguyên chất. Thịt bò thì mềm, cũng là ai cần nướng các bạn nướng giùm hết này, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà khách cũng không nướng thì mềm cũng không có quạo khách. Dạ không vui nha. Không quạo đi. Phục vụ ở đây vui vẻ nhiệt tình. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạch tuộc vô nha. Cái dĩa này để được chất nguyên của bạch tuộc. Đó, bên đây mình sẽ cho chân gà. Không gian rất là chill nha mọi người. Một cái set lẩu hải sản sẽ bao gồm cái gì? 3 con tôm, 4-5 miếng mực, 4 con bào ngư, 6 viên bò viên, 4 cái ba chỉ bò cùng nấm kim châm. 2-3 người ăn ok. Cái điểm trừ đầu tiên của nồi lẩu này mình nghĩ là cho ít nước nha. Cái mùi đầu tiên nó giống như lẩu canh chua. Lẩu canh chua mà ở nhà mẹ mình thường hay nấu ăn. Rồi. Nước lẩu thì chua chua ngọt ngọt, đậm đà. Còn với mình thì muốn ăn cái này ngon thì cho thêm nhiều ớt một xíu. Món cuối cùng, tráng miệng, dưa hấu. Đây là không gian lầu tầng 2. 4:30 chiều như bây giờ nè, hoàng hôn bắt đầu đi xuống thì nó sẽ rất là chill. Đi gia đình hay là tổ chức sinh nhật, đám tiệc cũng ok nha. Nói chung thì lâu lâu đi đường Phạm Văn Đồng mà kẹt xe, không biết chỗ nào vô để nương tựa thì lên đây ăn, ăn xong rồi đi về.